Thời điểm này thì đang bước vào vụ thu hoạch cam K4 tại vùng gò đồi xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Sau nhiều năm liên tục được mùa, được giá, năm nay sản lượng thu hoạch cam K4 sụt giảm, tuy nhiên vẫn giữ được giá bán ổn định. Toàn xã Hải Phú hiện có hơn 73,5 ha cây ăn quả, trong đó vùng trồng cam tập trung khoảng 40 ha. Các năm trước, vùng trồng cam K4 cho thu hoạch từ 200 đến 250 tấn, nhưng năm nay địa phương dự kiến chỉ thu hoạch được từ 100 đến 150 tấn. Thời điểm đầu vụ, giá cam đạt từ 17 đến 20 000 đồng một kg. Dự kiến đến chính vụ vào giữa tháng 10, tháng 11 có thể đạt cao hơn từ 3 đến 5 000 đồng một kg so với giá bán đầu vụ.